tọa lạc tại khu đô thị An Phú An Khánh, ngay công viên Hai Hồ. Một tên gọi khá vui, chỉ đơn giản ở công viên này có hai hồ nước tách bạch nhau. Một công viên không to, nhưng là một mảng xanh đủ lớn, hài hòa cho nhịp sống tắc bật của đô thị Sài Gòn náo nhiệt. Bất động sản chào bán hôm nay nằm trên đường số 33, cung đường kết nối giữa đường Cao Đức Lăng và đường Trần Lụ, thuộc phường An Phú, quận 2, và hiện nay là thành phố Thủ Đức. Căn nhà có thiết kế hiện đại, phù hợp vừa để ở vừa làm văn phòng công ty. Chiều ngang mặt trước căn nhà là 8m, chiều dài là 20m. Diện tích đất được công nhận đủ là 160m2. Với kết cấu một tầng hầm và 3 tầng nổi, diện tích sàn sử dụng rộng rãi lên tới 364,5m2, vừa đủ đáp ứng nhu cầu vừa kinh doanh của căn nhà. Hiện đang được cho thuê là 38 triệu trên một tháng. Khu vực căn nhà tọa lạc là khu dân cư được quy hoạch mới thuộc đô thị An Phú An Khánh, nên hệ thống hạ tầng giao thông bài bản, thông thoáng, vỉa hè rộng rãi, dừng đổ ô tô thuận tiện. Được quy hoạch để trở thành một đô thị kiểu mẫu, cao cấp, nên An Phú An Khánh không thiếu bất cứ một tiện ích nào cho nhịp sống của một đô thị vừa hiện đại, vừa hài hòa. Với bố cục các khu nhà cao tầng, thấp tầng, hài hòa, hệ thống cây xanh, công viên, trường học, siêu thị đang xen lẫn nhau, giúp cuộc sống nơi đây rất thuận tiện và thoải mái. Gần nơi tọa lạc của căn nhà là tòa nhà cao tầng nhất nhì và dễ nhận diện nhất ở khu vực An Phú An Khánh này, ngay giao lộ Trần Lụ và Vũ Tông Khoan, đó là Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh. Từ vị trí căn nhà có thể kết nối nhanh với đường Lương Định Của, đại lộ Mai Chí Thọ, đi ra cao tốc Long Thành Dầu Dây, hoặc xuôi về hướng trung tâm Sài Gòn qua hầm Thủ Thiêm. Tất cả các hướng đều chỉ mất từ 5 đến 10 phút di chuyển. Và đây cũng được xem là trung tâm của thành phố Thủ Đức, liền kề với đô thị Thủ Thiêm, trung tâm tài chính mới của Sài Gòn trong tương lai không xa. Với giá chào bán tại thời điểm tháng 12 năm 2023 là 32 tỷ đồng, được xem là bất động sản có giá tốt nhất trong bất động sản cùng phân khúc tại khu vực An Phú An Khánh mà quý anh chị nhất định phải sở hữu. Hãy nhanh tay liên hệ 0909 756 888 để thêm thông tin chi tiết về bất động sản này cùng Tuấn Cao Villa. Anh chị vui lòng đăng ký kênh để là người đầu tiên được xem các tập tiếp theo về bất động sản cao cấp cùng Tuấn Cao Villa, với cam kết mang đến thông tin nhanh chóng, trung thực và chính xác. Tuấn Cao Villa, bất động sản cao cấp Sài Gòn.